Đúng rồi, Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày mùng 1 đầu tháng 1 tháng 2 năm 2018. Thành Luân xin kính chúc toàn thể quý khách hàng có một tháng mới trọn vẹn niềm vui hạnh phúc và luôn luôn gặt hái được nhiều thành công. Và ngày hôm nay Thành Luân xin trân trọng giới thiệu với quý vị hai bộ hoành đi câu đối và một bộ cuốn thư câu đối bằng gỗ gụ. Hàng VIP được đồ gỗ Thành Luân chúng tôi vừa hoàn thiện và chuẩn bị đi bàn giao cho khách hàng. Một bác khách hàng bác ở Hải Dương. Và đây bác đã đặt đồ gỗ Thành Luân chúng tôi hai bộ này. Gồm một bộ hoành phi câu đối ở giữa đây. Hoành phi này ở giữa bức hoành phi kia là ẩm hà tư nguyên, là uống nước nhớ nguồn. Và hai bên câu đối Đức Thừa Tiên Tổ Thiên Niên Thị. Ở bên này là Phúc Ấm Nhi Tôn Bách Thế Vinh. Rất chi là ý nghĩa. Bộ hành phi câu đối này là hàng VIP, một chữ quý vị có thể thấy được. Chữ chúng tôi toàn bộ là chữ cát vàng, rất đẹp. Và phía bên tay phải đây là một bộ cuốn thư câu đối bằng gỗ vụ. Và ba chữ ở giữa là Đức Lưu Quang, là chữ tiếng Việt. Và đôi câu đối phía bên tay phải là tổ tiên, phía bên tay trái là tổ tông công đức thiên niên thịnh, bên tay trái là tử hiếu tô hiền và đại vinh. Bình thường thì là tiếng Trung Quốc, tiếng chữ nho thì là chúng ta đọc từ phải qua trái, và tiếng chữ Việt chúng ta đọc từ trái qua phải, rất chi là ý nghĩa. Và toàn bộ cái sản phẩm này được đồ gỗ Thành Luân chúng tôi làm trên chất liệu 100% gỗ vụ, hàng VIP luôn, cực kỳ dày dặn, dày gạo 5 cân. Toàn bộ cái đường nét trục chặn này được chúng tôi là được chặn thủ công 100% bằng tay, rất giá trị sang trọng này và giá trị cho mai sau tôn vinh lên cái sự trang nghiêm trên phòng thờ, rất ý nghĩa, tỏ lòng thành kính. Và có những cái cô đối này để nói lên những cái điều hay nó phải, rất chi là ý nghĩa. Quý khách nào có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp Thành Luân chúng tôi theo hai số điện thoại 0967110389 hoặc 0972770888. Video vị đang xem chúng tôi quay tại cơ sở 1 của đồ gỗ Thành Luân, nằm tại đầu làng Hải Khê, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Chúng tôi có điện thoại alo. Dạ chào anh. Vâng alo ạ. Dạ đúng rồi. Từ đâu anh hỏi anh từ đây, nhưng mà em biết anh từ đâu đâu. Sân Tây xuống được khoảng 6-70 cây anh nhé. Đây quý vị có thể thấy được cái bức hoành phi này chúng tôi là đục chạm rất chi là kỹ, toàn bộ đường đục chạm thủ công 100% bằng tay. Đức Thừa Tiên Tổ Thiên Niên Thịnh Phúc Ấm Nhi Tôn Bách Thế Vinh. Tôi xin nhắc lại, hôm nay là mùng 1 tháng 2 2018, chúng tôi giới thiệu một bộ hoành phi câu đối và một bộ cuốn thư câu đối của bác khách hàng ở Hải Dương. Bác đã đặt hàng một bộ Thành Luân chúng tôi, hôm nay chúng tôi hoàn thiện xong và chuẩn bị đi bàn giao lắp đặt cho gia đình nhà bác. Thành Luân xin trân trọng cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau.